Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Trong khung giờ đọc truyện ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe tiếp phần 7 của câu chuyện Bốc mộ trùng tang qua phần diễn đọc của bé Hưng. Mụ Hót đơ cứng cả họng, nhưng vẫn giả vờ gật gật xem đây là chuyện thường. Thực tế thì mụ chẳng thể tin sẽ có ngày chồng mình cho một món quà mà nó lại đẹp lại sang tới như thế. Mấy ả đàn bà khi nãy phô trương, giờ chỉ biết nuốt nước dãi, nhìn vào vật lóng lánh nơi cổ mụ Hót. Ra đây ra đây. Cái gì? Kho báu sao? Ôi, bé cái mồm nào. Mụ Hót không thể ngờ rằng đang có hàng tá món đồ giá trị nằm ngay dưới huyệt cụ Lộc. Mụ đàn bà ấy ngẫm, giờ thì tôi đã hiểu vì sao ngày đó con Thìa nặng nặc đòi ra đó sống. Chắc chắn tờ di chúc cha để lại đã ngụ ý nhắc về kho báu. Thằng đồng tình, do nó tình ý đấy, phát hiện ra trước nên mới đi mời người giải chúc thư. Sau đấy nó suy ra được địa điểm là cái mảnh đất đó, còn ngụy tạo vớ vẩn chuyện ý nguyện chôn cất rồi tỏ ra có hiếu nữa. Tất cả chỉ vì âm mưu chiếm quyền kiểm soát chỗ đất ấy thôi. Và cũng nhờ kho báu vật nó mới giàu lên như thế. Chẳng tài cán gì sất. Mụ Hót đăm chiêu, khá hợp lý. Nhưng tại sao bên dưới vẫn còn nhiều thế nhỉ? Với những phỏng đoán từ bụng ta suy bụng người vô căn cứ, thằng lẫn mụ vợ chẳng thể trả lời câu hỏi ấy. Nhưng bọn chúng không còn bận tâm nữa. Thôi mà kệ đi, bây giờ mình nên làm gì tiếp đây bà? Mụ vợ cười khoái trá. Dĩ nhiên, đến đấy trông chừng và chờ thời cơ thích hợp rồi. Ngay tối hôm đó, mặc kệ gió mưa vẫn dai dẳng, tên thang hì hục đào bới, kết hợp với tát nước trong huyệt. Phải như vậy vì đây là thời điểm an toàn nhất, không sợ kẻ nào ngang qua mà dòm ngó. Càng đưa cuốc xuống sâu, thang càng bắt gặp những món giá trị hơn. Tên ấy quẳng gì lên, mụ vợ trườn bò, lúi húi, nhặt ngay rồi cho vào bao bố. Chỉ một hồi đã đầy ắp. Ôi, mệt, mệt quá bà ơi. Tên tham lam lúc này đã đuối sức. Nước mưa theo mấy cái rãnh cứ chảy ào ào xuống hố như thác đổ. Ngày càng dâng cao, thang không tài nào kiểm soát nổi nữa. Thôi lên đi ông, nguy hiểm đấy. Biết vẫn còn báu vật ở dưới, nhưng chỉ hai vợ chồng thì chẳng thể làm gì thêm. Giữa cảnh gió mưa bão bùng, thang và mụ Hót ngồi thở như trâu dưới hiên. Lòng chúng đang sung sướng vô cùng, vợ chồng ấy nằm ngắm nhìn mớ thành quả thu được. Ôi, thật là không ngờ, lão già ấy còn nhiều tài sản quá. Mà lúc nào tôi xin cũng bảo là hết rồi, khôn thật đấy. Thang lào bào, mà ông thấy lạ không? Mấy thứ này chế tác rất sắc sảo, nhìn cứ như ở vùng nào xa xôi lắm ấy. Sao cha lại có chúng nhỉ? Mụ Hót vẫn còn nhiều khúc mắc trong tâm. Tên thang cười bảo, lúc còn nhỏ, tôi đã từng thấy lão ta cầm trên tay mấy món tương tự vậy rồi. Có lần, lão còn dẫn tôi lên phố nữa. Tôi còn nhớ, ở đó có một cửa hiệu toàn đồ tương tự như thế này. À, thế chỗ đấy mua bán gọi là cổ vật phải không? Đúng đúng, để tính xem. Chuyện tốt chớ có để lâu, sáng mai mình làm chuyến lên phố nhé. Trời còn lờ mờ trong sương khói, cậu tôi đã vác cuốc ra đồng đi làm cỏ. Ngang qua lò gốm, chợt có người đột ngột nhảy ra. Ôi, ha ha, sợ không anh bạn? Đấy là chàng trai kỳ lạ hôm trước được cậu tôi cứu. Người này có vẻ thích hù dọa kẻ khác đây. À, giật mình chút thôi, thì ra anh vẫn chưa rời khỏi làng à? Dĩ nhiên, tôi thấy ở đây vui vui nên chưa muốn đi ấy mà. Anh ta chợt nhìn với vẻ thèm thuồng vào cái giỏ cậu tôi đeo trên lưng. Trong đấy có cái điếu cày. Này anh bạn, cậu tôi cười. Hiểu rồi, hiểu rồi. Ra là chàng trai kỳ quặc
muốn xin ngao thuốc. Hai người ngồi cạnh nhau dưới mái hiên, họ phì phèo thả khói. Mới sáng sớm mà làm liền vài hơi, cảm giác lâng lâng đến tận trời mây. Cậu tôi còn đưa bình trà mang theo cho người kia thưởng thức. Hàng Tuyền đấy, thấy thế nào? Tuyệt vời, cậu tôi phì cười. Ừ mà tên anh là gì đấy? Ngọ. À nhầm, Chiến. Gọi tôi là Chiến, chàng trai đáp, mồm vẫn ngập khói. Ồ anh Chiến, còn tôi là Ti. Tên đẹp đấy, anh bạn còn rất tốt bụng nữa. Quá khen rồi. Cùng lúc đó, cậu tôi tình cờ thấy có bóng người phía đằng xa đang hướng ra đồng. Ồ hay quá, hình như là anh Ất. Chàng trai tên Chiến nghiêng đầu nhìn, bỗng anh ta hỏi ngay, người quen à? Phải, để tôi gọi anh ấy đến cùng làm quen nhé. Khoan đã anh bạn. Chợt Chiến chăm chăm cặp mắt vào cậu tôi. Có phải dạo gần đây hai người cùng nhau đi làm công việc gì đó có liên quan đến hải cốt đúng không? Cậu Ti hết sức bất ngờ. Ơ, sao anh biết hay vậy? Chiến đưa tay ngoái mũi, vẫn còn mùi nồng nạc ra đấy. Chàng trai ấy đứng dậy. Ý tôi là anh bạn Ất kia kìa, còn anh thì sạch rồi. Nhớ giữ chiếc răng tôi đưa cẩn thận đấy nhá. Nói xong, Chiến quay lưng vào trong lò gốm. Cậu tôi vẫn còn ngờ ngợ trước những lời mà ông cảm thấy thật khó hiểu. Ơ, anh Chiến, từ từ đã. Anh Chiến. Kỳ lạ thay, cậu tôi nhìn vào trong nơi hoang tàn, đã chẳng thấy chàng trai kia đâu nữa. Anh ấy thực sự là ai chứ? Những ngày ấy, gã thang và mụ vợ đi hết cửa hiệu này đến cửa hiệu kia để bán cổ vật. Những món của chúng đưa ra có giá trị quá cao, do vậy chẳng chỗ nào thu mua một lần mà hết sạch cho được. Còn bọn trẻ ở nhà, gã thang nhờ gia đình ông lạ chăm giúp. Sáng hôm đó, người đàn ông ấy đang cắt tỉa cây trước sân, bỗng thằng con trai út của ông xăng xăng lại. Cha ơi, cha! Gì đó Bí, mày lại đái dầm mà. Lạng vẫn lặt bỏ lá sâu, cười châm chọc. Dạ không, đêm qua ông bác kia, ông đứng ở ngoài cửa sổ, ông bác rủ con đi ra khỏi nhà đó cha. Lời của đứa trẻ 5 tuổi nói. Lạng không nghĩ sâu xa. Ông bác kỳ khôi thế nhỉ? Đêm khuya đòi dẫn cháu đi đâu? Đi ăn kẹo mạch nha à? Dạ đi chết ạ. Lạng bỗng giật mình, buông kéo ngừng việc. Bí, ai dạy mà mày nói bậy thế hả? Thằng bé lắc đầu liên hồi. Ông bác nói thế đó cha. Bí không có nói đâu. Ừ, nhưng ông bác là ông bác nào? Bác Hiệt hả? Đứa trẻ đáp lại đầy ngây thơ. Con không biết, con chưa gặp ông bác ấy bao giờ hết đó. Nhưng ông bác bảo là phải gọi ông là bác, vì ông bác là anh của ông nội. Nghe đến đây, Lạng lẩm bẩm. Là bác Lộc sao? Không thể nào. Chợt trong lòng người đàn ông ấy dấy lên cảm giác miên man khó tả. Bí, mày có nhớ ông bác trông ra sao không? Mặt mũi, tóc có bạc trắng giống ông Tiên không? Khuôn mặt thằng bé ngơ ra, có vẻ nó đang suy nghĩ. Giây phút đó, tim ông Lạng đập thình thịch như trống đánh. Lúc cụ Lộc còn sống, thằng bé chưa thôi nôi nữa. Nếu giờ nó có thể mô tả y hệt tướng mạo người đã khuất, Lạng có lẽ phải cảnh giác cao độ rồi. Bí lắc đầu. Dạ không, ông bác đen thù lùi à. Lạng thở phì một hơi. Ông cười một nụ cười như vừa vượt qua được điều gì đó, lòng nhẹ nhõm hẳn. Vậy thì không phải. Chiều hôm đó, đám trẻ con tụ lại chơi đùa ở vườn ổi như mọi khi. Con nhà gã thang, nhà Lạng đều đầy đủ cả. Chúng bày ra nhiều trò, nhảy dây, lò cò, đứa nào cũng vui cười hớn hở. Chỉ duy nhất thằng Bí là không giống thường ngày. Hôm nay mày bị gì thế hả? Tao nhớ, nó nói nhiều lắm mà. Bỗng đứa út
Còn ông Lạng đưa ngón tay lên, suýt. Mấy anh có thấy hay không? Bọn trẻ lơ ngơ nhìn nhau, giờ để ý mới thấy, trông thằng Bí cứ như đang lắng tai nghe gì đó. Đứa nào cũng tò mò im lặng. Ủa, có hả ta? Là tiếng sáo á, hay lắm. Không dở như anh cà thổi đâu. Bỗng, thằng Bí xoay thắt đầu về phía cái bụi cây rậm rạp phía cuối vườn. À, ông bác kìa, thì ra ông bác đang thổi sáo. Thằng Bí hớn hở chạy ngay về phía hướng ấy. Mấy đứa trẻ chớp mắt nhìn nhau. Mày thấy gì không? Đâu, có gì đâu. Ôi, chắc là nó bị ma ám á. Ha ha ha. Ê, không được nói em tao như vậy nha. Anh của thằng Bí bèn bước theo đứa út đang dần dần vào trong bụi. Bọn trẻ chỉ ngóng ngóng, xong chúng lại tiếp tục chơi đùa. Trong mắt người lớn, vườn ổi là nơi an toàn cho con nít, vì ở đây không có cây cao, lại mọc thưa thớt. Nhưng vị trí cuối vườn thì lại không. Lâu nay chẳng ai phát quang, ở đó nhiều bụi gai hiểm hóc, càng ngày càng tùm. Anh của thằng Bí vừa bước đến đấy, nó lại dừng lại, chẳng thể tìm được lối vào. Ủa, mới đây mà đâu mất tiêu rồi? Lạ thật, đứa trẻ ấy không còn thấy em mình nữa. Nó bắt đầu gọi, Bí ơi, Bí ơi. Không một tiếng phản hồi. Đừng chơi trốn tìm đó nha, tao giờ lắm đấy. Gọi mãi mà chẳng thấy đâu. Thằng bé bắt đầu lo, phải nhờ cha thôi. Nó vừa quay đi, bất chợt có một âm thanh lạ từ đâu đấy, nghe như tiếng con gì đang liếm láp. Tò mò, thằng Bí bèn lần về phía âm thanh đang phát ra. Nó qua khỏi mấy bụi cỏ, lùm gai hiện ra trước mắt. Nhưng ở đây có một lối nhỏ đủ để chui vào. Thằng bé bèn bò vào đó. Vừa vào bên trong, cái nơi mà trên đầu toàn là gai góc dày đặc, che lấp cả những hạt nắng chiều yếu ớt đang rụng rơi. Trong không gian đầy u ám và chật hẹp ấy, thằng bé đờ người ra. Nó thấy trước mặt, cách tầm 10 bước chân, có một loài vô cùng lạ đang xoay lưng về phía nó. Chẳng rõ là con gì, nhưng ở tư thế bò, đang sục sạo nơi bụi cỏ. Loài ấy có đủ hai chân, hai tay, y hệt người vậy. Chỉ khác mấy chi ấy ốm tong ốm teo, tựa khúc gỗ bị bổ làm tư. Đã vậy, thứ ấy lại không có lông, chỉ là làn da đen bóng ẩm ướt. Vài ba chỗ đang dì thứ chất lỏng đặc quánh như keo, nhỏ nhiều xuống đất. Một mùi hôi như xác chết cũng từ đấy mà phảng phất quanh đây. Đứa trẻ ngây ngô chậm chậm bước tới, còn chưa kịp hay loài trước mặt là gì, cậu bé đã phải thấy những điều vô cùng khủng khiếp. Cái thứ quái dị ấy, thân hình tuy gầy còm, nhưng cái mồm rộng tới mức kéo dài từ hai tai cho đến tận dưới cổ. Nó há ra, ngoạm lấy đầu thằng Bí. Âm thanh mút vào vang lên đều đặn. Tựa thứ quái ác ấy đang nuốt linh hồn đứa trẻ xấu số. Nghe mà xoắn hết cả óc. Chứng kiến cái cảnh tượng hãi hùng trước mắt, anh của Bí chỉ biết khóc thét lên. Nó vắt chân lên cổ mà lao ra khỏi bụi rậm. Lúc đấy, Lạng đang ngồi trong nhà chơi cờ với ông bạn hàng xóm. Bất chợt hai người nghe tiếng bọn trẻ ồn ào ngoài sân. Họ liền ra xem. Cà, mày làm gì mà mẩy chầy chụa tùm lum vậy con? Thằng bé ấy bị gai nhọn, viền lá xây xước hàng tá vết trên thịt trên da. Nó ngồi phệt xuống đất, vừa thở vừa khóc bồ lu bồ loa. Lạng liền hỏi mấy đứa trẻ xung quanh. Có chuyện gì vậy bay? Dạ, Bí đi đâu mất tiêu. Anh cả đi tìm, rồi tự nhiên anh cả bỏ chạy. Bọn con thấy anh ấy chạy nên chạy theo, chứ không biết nữa ạ. Vừa nghe vậy, nỗi lo vô định lúc sáng của ông Lạng chợt ùa về.
Nó khiến ông đứng ngồi không yên. Lúc này, có vẻ thằng Cà đã bình tĩnh hơn. Nó lùi cùi đứng dậy, kéo áo cha mình liên hồi. Cà chẳng nói được thành tiếng, nhưng tay chân thì múa may đủ kiểu. Nhìn cũng đoán ra thằng bé đang mô tả về thứ gì đó khiến nó rất sợ. Ông hàng xóm trừng mắt. Oai, có khi nào là chó sói? Mày thấy em mày ở đâu? Dẫn tao ra đó xem nào. Nhanh lên. Bấy giờ ai nấy trong nhà đều lo sốt vó. Còn chưa rõ thực hư đứa trẻ kia đã bị gì. Chuyện sói tấn công người hay ăn thịt con nít mấy năm trở lại đây đã chẳng còn. Nhưng tình huống nào đi nữa cũng có nguy cơ xảy ra. Do vậy, mọi người thủ sẵn gậy gộc, dao dựa. Họ cùng kéo đến vườn ổi giữa cảnh chiều nhá nhem. Ông làng đi song song với Cà. Đứa bé ấy tay giữ chặt áo cha mình, tay chỉ lối. Nó đang lo cái thứ quái gì đầy bí hiểm sẽ nhảy xổm từ bụi cây nào đấy ra. Những người phía sau thì vừa đi vừa gọi tên đứa trẻ đang mất tích. Đến cuối vườn, nơi đây có nhiều bụi lùm, cây không quá rậm, nhưng cảnh sắc dần dần chìm vào màn đêm, khiến mọi người khó mà nhìn xuyên qua được. Đã đến vị trí gần cuối, thằng Cà thấy em mình. Nó đưa cánh tay đang run cập cập về phía một bụi. Mọi người nhanh chóng dùng vật bén chặt cành chặt nhánh. Chỉ lát sau, ông Lạng đã vào được bên trong. Vừa kẻ đám cỏ chắn trước mặt, người đàn ông ấy thấy con mình. Tuy thế, nó đã hoàn toàn bất động dưới đất, trong tư thế nằm sấp. Ôi không! Bí! Bí ơi! Con ơi! Lạng vội lao đến, ôm chầm lấy đứa trẻ, nhưng phải nhanh chóng thả ra ngay. Thật quái dị, mùi hôi thối đến nhức óc từ cơ thể ấy bỗng chốc xộc vào mũi ông Lạng. Mấy người phía sau vừa bước tới cũng chẳng chịu được, y hệt chỗ đây có cái tử thi đang phân hủy nặng vậy. Chưa dừng lại ở đó, giờ nhìn vào cơ thể của đứa trẻ mềm nhũn đã được lật lại, ai ai cũng đều khiếp vía. Da nó sẫm màu tím như hoa bìm sắp rụng. Khuôn mặt chẳng còn tí sức sống, trên trán trên tóc dính đầy thứ nước đen đen tựa hắc ín. Còn lại tay chân bình thường, không hề có một vết thương, vết cào cắn nào cả. Phỏng đoán về việc chó sói xuất hiện và tấn công đứa trẻ đoàn mệnh ấy xem như đã bị bác bỏ. Giờ thì ai ai đều im lặng nhìn nhau trong nỗi sợ hãi. Họ không biết chính xác thứ gì đã gây ra chuyện này. Riêng Lạng, ông đã dần có câu trả lời cho mình. Người đàn ông ấy gào lên, tiếng than đầy xót xa, vang giữa khung cảnh vườn đã chìm vào bóng đêm. Ngay sáng ngày hôm sau, những thành viên trong nhà họp lại tại gian giữa, có cả bên phía gia đình cụ Hiệt nữa. Còn ông Lạng và vài người nữa đã lên đường đi mời thầy Pháp từ tối qua. Đến giờ vẫn chưa về, ai nấy đều lo lắng chẳng yên. Thời gian này, chưa rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tốt nhất là không nên rời mắt khỏi bọn trẻ. Cụ Hiệt bảo, mọi người đều tán thành. Làm tôi nhớ lúc còn nhỏ, thời gian đó cũng rộ lên chuyện con tinh từ rừng vào làng, bắt trẻ nhỏ, lắp thịt ăn. Không biết chuyện này có giống như vậy không nữa. Nhìn chung, thì vẫn chưa người nào dám chắc về nguồn gốc của cái thứ đã bắt thằng Bí. Không ai dám đoán rằng việc này có liên quan đến những ẩn khuất hơn 5 năm trước về cụ Lộng. Bởi lẽ, bất cứ ai trong nhà đều tôn kính người đã mất. Sao dám nghĩ cụ có thể hại con cháu được? Cũng như lần đó, người gặp nạn là thầy Tín và Hợi. Họ hoàn toàn không phải là thành viên trong họ này. Chúng tôi về rồi đây, giọng người vang lên ngoài ngõ. Ai ai còn đang lo âu đều mừng, họ liền đứng dậy ra xem. Bước đi phía trước, ông Lạng lúc này là một vị mặc áo lụa xám xanh. Đầu tóc thì búi, khuôn mặt chẳng hay đắp gì mà trắng như bột. Rất khó đoán tuổi, dáng bộ, cử chỉ đều trông mềm mại và thanh thoát lắm. Giới thiệu với mọi người, đây là cô Tẩm. Một vài thành viên trong nhà đã nghe qua vị ấy. Họ hết sức kinh ngạc
khi ông Lạc mời được thầy giỏi một bậc danh tiếng ở huyện Khúc Đô. Nếu so thì không kém gì bà Nhạn, nhưng dễ nhờ hơn. Dạ kính chào cô, kính chào cô ạ. Vị thầy nở nụ cười trông rất duyên, vừa nói mà mấy ngón tay uốn tựa như đang múa vậy. Ôi, tẩm thấy mấy chú thành tâm còn là việc đáng để can thiệp, tẩm mới đến đó nha. Dạ dạ, mong cô giúp đỡ ạ. Xin mời cô vào nhà. Vị thầy cứ bước một bước, đôi mắt lại lườm về một phía. Người ấy đang xem xét tà khí có vương đâu đó quanh đây không. Với khả năng cảm nhận đầy nhạy bén của mình, dù có cách một dặm đi nữa, cô vẫn nhìn ra được. Nhưng đến tận gian giữa, vị ấy vẫn chưa thấy gì. Thật là lạ đó nha. Nếu con Tinh đã ghé để đòi bắt đứa trẻ vào đêm trước như chú nói, thì phải để lại khí chứ nhỉ. Cô Tẩm ngồi xuống ghế, ông Lạng mời trà cho vị ấy. Ông không biết phải đáp lại thế nào. Chuyện ra sao tôi đều kể tất cô ạ, không sai nửa lời. Mấy đứa trẻ con nãy giờ lấp ló ở ngoài cửa, đứa nào cũng tò mò muốn biết thầy pháp là gì. Chúng bàn tán sôi nổi lắm. Cô đó đẹp quá ha, móng tay cô dài ơi là dài, em nhìn thấy sợ sợ sao á. Một bà đứng gần đấy quát, nói bé thôi, to nhỏ vẻ ngoài của người khác là xấu lắm đó nha. Chợt người phụ nữ ấy nhận ra điểm lạ, dường như trong đám con nít thiếu một đứa thường hay lớn mồm. Ơ, thằng giữa đâu? Này, anh Mi đâu rồi? Dạ, à, hình như anh giữa đi đái cô ơi. Đúng rồi ha, sao anh giữa đái lâu quá à? Từ lúc cô thầy chưa tới luôn đó. Người phụ nữ hốt hoảng, đang trong thời gian nhạy cảm, thật khó để suy nghĩ mọi thứ theo hướng tích cực. Nguy, nguy rồi mọi người ơi, thằng giữa đi đâu rồi? Cái gì hả? Cô Tẩm vừa nghe thế đã đứng dậy ngay. Quy tắc của vị ấy, vào nhà nào thì ngồi hỏi chuyện cho tàn nén hương, mới đi xem nơi xảy ra hoặc người xác người bị ma quỷ ám hại. Nhưng khi nãy linh cảm về chuyện chẳng lành khiến cô lập tức thay đổi. Trời ơi, trời ơi, dẫn Tẩm đến vườn ổi nhanh lên. Dưới bầu trời âm u như sắp mưa, đã gần về trưa vẫn chẳng chút nắng ấm. Mọi người lại lần nữa đến cái nơi từng được xem là an toàn nhất, nhưng có lẽ từ nay sẽ chẳng một ai muốn tới đấy mà tìm người nữa. Vị thầy đi sau đám đông đang réo gọi tên đứa bé. Cô ta lẩm nhẩm, cũng chẳng có gì hết sao. Bất chợt có giọng người thét lên, thằng giữa, thằng giữa. Lập tức tất cả xúm về phía ấy, sắc mặt ai cũng rộ sự hãi hùng. Đứa trẻ mà họ tìm kiếm đang nằm sâu trong bụi gai, nhìn qua cành nhánh chi chít nhọn hoắt, chẳng biết đường nào để vào. Lòng ai cũng đều quặn thắt. Đứa trẻ đó đã phải lãnh lấy cảnh ngộ y như thằng Bí thật rồi. Hồi sau, thi thể nhỏ nhoi đáng thương đã được đưa ra khỏi lùm cây. Cha mẹ chú bác nó ôm mặt, người thì khóc nức, tự trách bản thân mình vì đã sơ ý. Cô Tẩm cũng đang trong tâm trạng không khá hơn, hết người này đến người khác quỳ dưới chân cầu xin sự giúp đỡ. Vị ấy dần nhận ra chuyện này phức tạp hơn cô tưởng, đưa ngón tay quệt lấy thứ nước đặc đang bám nơi trán của đứa trẻ. Tẩm xăm soi đầu cô lắc lắc, sai rồi, không phải con Tinh. Vị ấy đứng dậy lên tiếng ngay, tôi cần biết rõ ngày giờ sinh của cậu bé này, cậu bé trước đó và của tất cả trẻ dưới 10 tuổi, con cháu của các người. Trở lại ngôi nhà gia đình ông Lạc, Tẩm ngồi vào bàn, nhìn vào sổ sách được ghi chép đủ. Cô nói, nếu dòng tà hại con nít chỉ một thì còn gọi là ngẫu nhiên, nhưng đằng này đã đến hai mà lại cùng họ thì có nghĩa chuyện đang tới rõ ràng là sắp đặt. Người nào cũng căng thẳng, kẻ nào yểm bùa sai khiến ma quỷ
ám họ chúng tôi hả cô? Hay đây là họa trùng tang? Trùng tang cái gì? Vị thầy xua tay. Tẩm lười giải thích rông dài, mệt lắm. Tẩm dám chắc đây không phải mấy trường hợp đó đâu. Mọi người im lặng giúp tẩm với nha. Vị thầy cầm bút lên, cô ghi những tính toán vào giấy. Suy ngẫm thông qua ngày giờ sinh của hai đứa trẻ đã mất. Chứ bấm ngón tay để nhầm ra, xem ra là không được. Vì con nít số tuổi ngắn. Áp dụng địa chi để tìm ra quy luật hầu như là không thể. Thầy tẩm phải sử dụng các phép tính rất phức tạp mà khó diễn tả được bằng câu từ hay lời lẽ. Mọi người nhìn vị thầy tập trung cao độ, dù họ không rõ việc tiếp theo cô ta sẽ làm gì. Tuy vậy, ai ai đều thầm cầu mong thầy có thể cứu được họ. Nhưng trước tiên phải tự lực bằng cách không để trẻ nhỏ rời mình gì, dù sao chỉ nửa bước cũng không. Lúc này, chúng muốn đi đâu thì buộc phải có người lớn theo cùng. Sau gần 2 canh giờ ngẫm nghĩ, đảo các thuật tính vô số lần, bao gồm cả về những dạng ít khả năng như phương vị quẻ hào của nơi sinh nơi mất, cô Tẩm cuối cùng đã nghiệm ra. Vị ấy đứng dậy, chống nạnh, trông rất đáo để. Hừ, muốn qua mặt được Tẩm à, không dễ đâu nha. Mọi người còn đang mừng khi thấy thái độ của vị thầy, thì chợt cô ta chỉ thẳng tay vào bé gái. Tiếp theo, vào giữa giờ hợi đêm nay sẽ là nó. Nó, hoặc là nó. Nhiều người hốt hoảng, họ hiểu ra ngay, chuyện này vẫn chưa dừng lại. Theo dự báo của cô Tẩm, người tiếp theo bị lấy mạng chắc chắn là một trong 3 bé gái, đặc biệt có cả đứa con út của Thang. Ôi thôi rồi, anh ấy không biết đi đâu nữa, bữa nay chưa về nữa chứ. Trời ơi, con ông ta bị gì? Ông sẽ làm ầm lên cho mà xem. Dù thế nào, mình cũng phải tìm cách bảo vệ chúng nó chứ. Rồi biết khi nào cái họa này kết thúc đây, đoán được ai sẽ gặp nạn, có tác dụng gì đâu chứ. Vị thầy không vui trước câu đó, cô ta giãy nảy. Trời ơi, người ta tính toán liên hồi, chẳng nghỉ ngơi, đói muốn chết luôn rồi. Rồi giờ nói không tác dụng là sao hả? Là sao? Phải biết thì mấy á á được nó chứ, mấy bác mấy chú. Á á là cái gì? Sao cơ? Là gì vậy cô? Vị thầy che miệng cười. Tẩm đoán được rằng cái thứ đang nấp sau màn đêm ấy có thể nghe được những gì mọi người bàn với nhau. Do vậy, cô ta tạm thời không diễn giải rõ ra cách thức để tiếp theo sẽ thực hiện. Thời gian từ giờ đến tối chẳng còn nhiều đâu nha. Mọi người nhanh tay nhanh chân lên giúp Tẩm chuẩn bị một số thứ nè. Vị thầy viết vào giấy mấy vật cần thiết. Nào là hạt cỏ linh ly mọng ở phía bắc, cho bát hương trong đền, cạo cho bằng được vôi ở ông bình, loại đang thờ trên tường thành và một số thứ nữa bắt buộc phải lấy trong khu vực làng, không đi xa hơn. Chúng đều là nguyên liệu khó kiếm, do vậy cả gia đình người nào cũng tất bật chạy đôn chạy đáo vội tìm. Giờ là phần hết sức quan trọng, cô Tẩm cần thực hiện nấu thuốc. Việc mà ban đầu vị ấy ngỡ sẽ phải làm vì cho rằng loài gây nhiễm nhương ở đây là con tà con tinh. Do thế, cô chỉ toàn mang bùa chú mà thôi. Nhưng hiện giờ, đứng trước tình huống, vẫn chưa rõ thứ phải đối phó là gì. Cô Tẩm buộc phải nấu một loại thuốc có thể trị với hầu hết âm tà. Đây được xem là cách nửa thành nửa bại. Tuy nhiên, trong khả năng giới hạn của mình, cô Tẩm chẳng còn phương thức nào hay hơn nữa. Ngặt nỗi để tạo ra thuốc đủ linh ứng, đủ mạnh, trước nhất cần phải có một chiếc vạc đồng. Vị thầy vốn chẳng thấy mấy món ấy ở huyện nhà, nhưng làm sao cô có thể về khi đêm nay họa sẽ ghé. Chỉ một sai sót hay sự chậm chạp, tính mạng của một đứa trẻ sẽ bị đe dọa. May mắn vài người trong gia đình ông Lạng nhớ ra nơi đình có một chiếc vạc lớn,
Họ lập tức cùng nhau đến đấy để hỏi mượn dùng. Sau khi nhìn thấy vật đó, cô Tầm lắc đầu. Cô bảo nó không đủ thiên. Quả tài nhìn của vị thầy thật đáng nể phục. Chiếc vạc ở đình là vật làng được bề trên tặng để nấu thức ăn trong các dịp lễ hội. Chỉ tồn tại chưa đến 50 năm. Tất cả đành ủ rũ ra về. Họ cùng bước trên con đường vắng lặng. Tiếng trống xa xăm báo hiệu đã đến giờ Mùi. Người nào cũng lo khi nhìn vị thầy vừa đi vừa thở dài, chẳng biết là bao hơi. Hỏi thì chẳng buồn đáp. Chợt phía sau có tiếng gọi. Lạng, ê! Người đàn ông ấy quay mặt lại. Là Thang, hắn đã về. Trên chiếc xe ngựa, Mộ Hót đang thò đầu ngóng ra. Hai kẻ ấy đã hoàn tất việc bán cổ vật. Bây giờ chúng có rất nhiều tiền. Tạm thời một khoản chúng đã đem giấu đi, còn một khoản chúng mang trong người. Vợ chồng nhà này vì sợ gặp cướp giật trên đường về, do thế đều ăn mặc đơn sơ hơn cả ngày thường. Xe ngựa vừa đến gần, ông Lạng đã vội chạy tới. Anh Thang, anh đi đâu mấy hôm nay thế? Có chuyện rồi anh ơi. Cái gì? Con út nhà tao đang gặp nguy hiểm hả? Ai? Ai đang trông nó vậy? Nghe hết đầu đuôi sự việc, thêm cả chuyện hai đứa trẻ đã vong mạng, không lý gì tên Thang ngờ vực cả. Giờ còn liên quan đến cả con của hắn, tên ấy và mộ vợ chẳng dám xem nhẹ. Chúng cuống quýt cả lên. Rồi ơi, mau mau về nhà, tôi phải gặp bọn nó, phải gặp bọn nó ngay. Mộ Hót la lối òm tỏi, cứ như con mộ đã xảy ra chuyện rồi vậy. Thang thì vẫn còn giữ được bình tĩnh. Rồi, rồi, bây giờ tính thế nào đây? Lạng chỉ tay về phía trước, vị thầy đã đi cách họ một đoạn. Em có mời cô Tầm đấy. Mộ Hót đã nghe qua danh của người này, sự lo lắng tựa vơi bớt, dướn đầu khỏi xe ngựa, à chố mắt nhìn. Cô Tầm đấy ư? Vậy còn gì phải lo nữa chứ? Lạng thở dài. Không đâu chị, hiện tại thì cô đang cần một cái vạc lâu năm. Chỉ dùng thứ ấy cô mới nấu được dược gì đó. Nói tóm lại là để trừ yêu ma. Ồ, tên Thang sực nhớ, hắn liền khẽ hỏi vợ mình. Bà, thế cái vạc hình như chưa bán đúng không? Trong lúc đào sâu xuống huyệt, bên cạnh những món nữ trang đồ cổ, hai kẻ tham lam ấy còn tìm được một số vật đẹp mắt, tiện dùng được tại nhà. Trong ấy có thứ mang hình thù giống như cái vạc bằng đồng, nhưng chỉ to bằng chiếc nồi thôi. Mộ vợ đáp, nhưng tôi không nghĩ nó có thể dùng được đâu, nhỏ quá. Rồi, chưa thử sao mà biết. Thang chạy ngay về phía vị thầy. Cô ơi, cô ơi. Lát sau, tên ấy mời Tầm vào nhà mình. Lạng và những người khác thì đưa Mộ Hót đến xem bọn trẻ, tiện coi việc chuẩn bị những thứ cần thiết đến đâu rồi. Bước xuống dưới bếp, Thang lôi vật tựa cái vạc mang ra cho vị thầy xem. Chỉ vừa nhìn sơ qua nó, người ấy đã ngạc nhiên cực kỳ. Hả? Trời ơi! Trời! Đẹp! Đẹp quá! Cô Tầm cảm nhận được xung quanh món đó đang tỏa ra linh khí rất mạnh. Đây hẳn là thứ đã tồn tại cả trăm năm, hoặc từng được đặt ở nơi khá đặc biệt. Vị ấy bèn đưa tay chạm vào nó. Bỗng những cảnh tượng vô cùng kỳ dị như búa bổ giáng từng cú nặng nề vào trong tâm trí của cô. Đấy là hình ảnh trẻ con bị hại, những âm thanh khóc than ai oán, máu bắn tung tóe bốn bề. Vị thầy vội rút tay lại, loạng choạng lùi liền mấy bước. Hả? Cô làm sao thế? Thang vội đỡ người trước mắt. Vị ấy đưa tay lên. Không cần, không cần. Làm sao mà chú có được cái vạc này vậy hả? Tôi mua lại của một ông chuyên buôn đồ cổ đó mà. Khuôn mặt của vị thầy chất chứa nỗi lo âu. Cô ta rất muốn biết nguồn gốc rõ ràng của cái vật đó. Nhưng có lẽ đây không phải là lúc để đào sâu chuyện ngoài lề.
Thứ này được, rất thích hợp để nấu thuốc đó nha. Bằng khả năng quan sát của mình, vị thầy ướm chừng được, chỉ có điều kích thước vạc tầm này, lượng thuốc nấu ra chỉ để sử dụng cho một bé thôi. Thang hỏi ngay, tức hai đứa còn lại không có mà dùng hả cô? Vị thầy gật đầu, phải mất đến tận 3 canh giờ mới nấu xong thuốc đó chú. Từ thời điểm này đến lúc đứa trẻ tiếp theo gặp nguy hiểm, chỉ còn vỏn vẹn chưa tới 4 canh. Cô Tầm không thể hoàn tất mẻ này rồi tiếp tục hoàn mẻ khác được, đồng nghĩa với việc vị thầy phải ngẫu nhiên chọn ra một đứa để dùng được của cô. Thang đã hiểu ra vấn đề, hắn ngẫm, không thể để con ta vào trò may rồi này, nhớ đâu chính nó gặp nạn, còn đứa dùng thuốc thì lại không. Cô thương tình, ưu tiên cho đứa út nhà tôi với, nó còn nhỏ dại. Vị thầy lắc đầu, mỗi người có mỗi cái số riêng do trời định đoạt, cần phải công bằng chú à. Chắc Tầm cần viết ra giấy rồi cho bọn nó bốc thôi, đứa nào bốc được thì Tầm sẽ chọn. Vậy nha, bây giờ Tầm qua bên nhà kia xem, phiền chú bê cái vạc này hộ Tầm. Thang rất thương con, hắn chẳng thể chấp nhận được, tên ấy quyết mọi giá để đánh đổi. Cô, khoan đã. Sao vậy? Tức thì gã ấy giở cả túi tiền nặng trĩu vào tay của vị thầy. Ơ, trời ơi, ý gì thế này? Chút lòng thành của tôi, kính mong cô giúp dùm cho. Vị thầy dãy này, đâu có được, Tầm làm như vậy là tội nghiệp hai đứa còn lại lắm. Nhưng con tôi cũng đáng thương lắm cô ơi, nó còn chưa biết chữ nữa. Lần này, Thang lấy trong người ra một chiếc vòng vàng, thiết kế theo kiểu Tây Phương, thứ hắn đã mua khi ở phố sau khi bán cổ vật. Trông thấy cái thứ vừa đẹp vừa sang trọng đó, đầu óc cô Tầm như mụ mẫm ra. Thật khó để giữ sự kiên định lúc đầu. Trời ơi, thôi được rồi, mà cấm chú nói cho ai biết đó nha. Tầm giận á. Vâng, cảm ơn cô. Thời gian chóng vánh qua đi, mới đấy màn đêm đã trùm lấy cảnh làng. Cho đến thời điểm hiện tại, vị thầy chưa nói thêm gì cho mọi người về cách thức cô sẽ làm vào tối nay. Điều đấy khiến họ lầm tưởng rằng loại thuốc vị thầy nấu là để tránh ma quỷ đến gần bọn trẻ, nhưng thực ra hoàn toàn khác. Khi đó, cô Tầm ngồi gác chân trong bếp nhà ông Lạc, bất cứ ai cũng chẳng được đến gần. Cô đang quan sát thuốc của mình, dịch lỏng ấy màu xanh ngọc, nó sôi sùng sục bên trong chiếc vạc. Đó là loại dược được tạo nên từ những nguyên liệu vị thầy đây yêu cầu mọi người chuẩn bị. Thì thoảng cô ta lại lấy chiếc vòng vàng ra ngắm để giết thời gian. Canh sau, bất chợt ngọn lửa bên dưới vạc phát ra âm thanh tựa như tiếng khè, là báo hiệu thời cơ đã chín muồi, thuốc đã có thể sử dụng được rồi. Cô Tầm vui vẻ rời khỏi ghế, đến bên làn khói đang tỏa ra nghi ngút, một mùi thơm nhẹ nhàng thoang thoảng nhưng chứa đựng dược pháp cực kỳ nguy hiểm. Đây chính xác là một loại độc dược có khả năng thu hút bất cứ âm tà nào đến. Nếu chúng phải thứ này sẽ phải đau đớn hệt như bị tra tấn dưới địa phủ vậy, kéo dài trong 49 canh giờ. Kết thúc khoảng thời gian ấy, hồn phách sẽ tan tành, vĩnh viễn chẳng thể siêu sinh. Muốn được giải độc, trừ khi biết quay đầu cầu xin phục tùng thầy pháp. Có thể nói loại độc này là hạng tinh túy nhất trong phái của cô Tầm. Bên cạnh các nguyên liệu, muốn nấu được nó còn phải dùng các thuật phép khó khai mở. Và hiển nhiên trong giới đạo pháp, những loại dược mạnh thế này luôn là con dao hai lưỡi. Với người thường nó hoàn toàn vô hại, nhưng với bậc mang căn bệnh hay luyện pháp, chỉ cần nhỡ nuốt một giọt là chết ngay tức khắc, chẳng cách nào cứu chữa. Trong lúc chờ thuốc nguội để sử dụng,
Vị thầy ra ngoài bàn chuyện với mọi người. Cô ta ngồi xuống ghế. Bọn trẻ đâu rồi hả? Thưa cô, như ý của cô, tôi đã nói với mọi người cho chúng nó chơi ở sân sau rồi. Vị thầy khẽ cười. Trước đó cô ta dặn tuyệt đối không để cho bọn trẻ ngủ. Nếu trái lời, ma quỷ sẽ vào bắt hồn chúng đi một cách nhanh gọn. Nhưng đó chỉ là lời nói dối. Vị thầy buộc phải làm như vậy. Âu cũng vì kế hoạch cả. Một kế hoạch mà khi diễn giải khó ai có thể chấp nhận. Tốt lắm. Còn nữa nè, từ giờ hợi trở đi, dù bất cứ chuyện gì xảy đến cũng không được ra khỏi phòng đó nha. Khi đã dặn dò đủ, vị thầy quay trở lại bếp. Cô ta bưng cái vạc hướng về phía sau hè. Lúc đó đám nhóc đang nhảy dây đuổi bắt, vài đứa thì ngồi ngắm sao. Vì người lớn giấu bịa ra chuyện thằng Bí và Dứa đã đi chơi xa, còn vị thầy kia đến là để thăm những đứa trẻ ngoan. Cà thì bị bắt buộc không được hó hé gì, nên hiển nhiên bọn con nít chẳng đứa nào sợ hãi hay lo âu gì cả. Chúng vui vẻ hồn nhiên chơi đùa, hiếm có dịp được tụ tập họp nhau dưới cảnh trăng thanh gió mát thế này. Bé Mọc đâu rồi? Lại đây tẩm bảo nào. Dạ. Vị thầy đã mang thuốc đến. Cô ta ngồi xuống chiếc ghế nhỏ gần nhất, tay đang cầm một cái bát. Gã thang vì muốn chắc thầy kia sẽ làm đúng với giao ước, nên hắn lấp ló bên cửa sổ quan sát. Thấy con gái út mình đến bên cô tẩm, còn mấy đứa khác thì vẫn chạy nhảy, tên thang cảm thấy an lòng. Nhưng có lẽ nếu hắn biết sự thật, cô tẩm đang dùng chính con hắn để làm mồi nhử thứ quái ác vẫn còn chưa rõ, thì chắc chắn tên ấy chẳng thể vui được. Con có muốn giỏi phép thuật để trở thành như tẩm không? Đứa trẻ ngây thơ gật đầu lia lịa. Dạ có, con muốn ạ. Vậy thì hãy để ta gội đầu cho con nè. Khi xong, con sẽ được như ý muốn đó nha. Đứa trẻ hí hừng ngồi xuống. Vị thầy dùng chiếc gáo múc dược đổ lên tóc nó. Mùi hương rất dễ chịu, càng khiến con bé thích thú hơn. Khi đã hoàn tất tẩm lên trên mái nhà, vị ấy nấp ở một góc xem xét những chuyện xảy ra bên dưới. Cô là người rất cẩn trọng, mặc dù đã dùng độc thì chuyện phải giao tranh với ma quỷ rất hiếm xảy ra. Tuy vậy, cô ta vẫn thủ sẵn rất nhiều bùa dưới áo của mình. Trong những căn phòng, người lớn đang đứng ngồi chẳng yên. Họ không rời mắt khỏi mấy cái khe trên cửa sổ, theo dõi từng đứa trẻ, từng chuyển động của sự vật quanh đó. Không gian giờ chỉ còn giọng nói, tiếng cười từ đám con nít mà thôi. Gió chẳng thổi, cây chẳng lay. Ấy vậy, từng cụm mây trên cao vẫn dịch chuyển dần. Như thể chúng đang tụ lại trên ngôi nhà này vậy, phủ lấp đi toàn bộ ánh sáng từ trời chiếu xuống. Khung cảnh ngày một tối dần, tầm cảnh giác hơn bao giờ hết, lườm xung quanh. Lúc đó, xa xa có tiếng trống báo canh hợi đã vang lên. Nơi đám trẻ đang chơi đùa, bất chợt có cơn gió lạ kéo đến, lá khô bay tứ tung. Người nào trong nhà nhìn ra đều e sợ, họ đoán chắc thứ ấy đã đến gần rồi. Gió thổi ngày càng mạnh hơn, chỉ trong tích tắc, tất cả những ngọn đèn bên hiên đều vụt tắt, từng cụm khói mờ tỏa ra. Lúc này mấy đứa trẻ nhốn nháo, chúng la lên vì sợ bóng tối. Người lớn thấy cảnh này càng thêm lo, nhưng họ không được phép can thiệp. Có chăng thuốc của vị thầy đã phát huy tác dụng, dẫn dụ loài bí hiểm vào mục tiêu. Dưới chân của bé Mọc, một bóng đen hình thù quái dị xuất hiện. Nó càng ngày càng to và rộng ra. Điều ấy làm cho gã thang có phần hốt hoảng, nhưng rồi lại chóng nhẹ nhõm. Hắn lầm tưởng trong ba đứa trẻ cô tầm đã dự đoán, chính con của hắn đang bị loài kia chọn. Tuy nhiên, nó được vị thầy ưu ái, chẳng gì phải lo xa. Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn, cái bóng đen dưới chân Mọc chợt hóa thành vật
trông như tấm chăn. Thứ ấy từ đất bay lên, hất con bé ngã vào nó, rồi bao trùm lấy toàn bộ. Ai nấy nhìn ra kinh hãi vô cùng. Những tiếng thét la của đứa trẻ không ngừng vang lên từ trong tấm đen đang lơ lửng giữa sân. Trời ơi, cô đâu rồi? Sao cô vẫn chưa làm gì hết hả? Không một ai là không sốt ruột, không lo lắng cả. Mồ hôi trên trán của Thang cũng đã lăn dài xuống, nhưng hắn vẫn tin con mình sẽ an toàn. Khi đó, cô Tầm vẫn còn ở yên trên mái nhà. Tuy thế, vị thầy đã chẳng còn bình tĩnh được nữa. Nếu độc ngấm chỉ chưa tới phần 10 khắc, âm tà sẽ có dấu hiệu gì dịch, vía bốc cháy hoặc là tháo chạy. Nhưng tại đây, cái thứ kia vẫn ung dung dập dờn trong sân như đang thỏa thuê đánh chén đứa trẻ vậy. Không xong rồi, Tầm phải ra tay thôi. Vị thầy rút từ trong áo ra sấp giấy bùa. Thật kỳ lạ, cô ta còn chưa kịp làm gì, cái thứ bên dưới kia đã ngừng, đứa trẻ rơi xuống đất. Tấm vải đen ấy từ từ thu lại thành hình cột. Bên trong nó có đôi mắt đang đỏ rực lên hệt ngọn lửa, vô cùng huyền bí, hướng thẳng về phía vị thầy như sự cảnh báo. Chẳng những vậy, từ trong bó vải đó, cánh tay người đang dần thò ra, tựa chuẩn bị chỉ về một hướng. Cô Tầm thật sự cảm thấy ái ngại. Đáng ghét, nó là gì chứ? Độc không phát huy, bùa chưa dụng thì nó đã hay. Lúc này, vị thầy chú ý đến đứa trẻ dưới đất, da con bé dần dần thâm tím lại. Ôi, không ổn rồi. Hơ, bất kể mi là gì, Tầm cũng không đầu hàng đâu nhá. Vị thầy đạp trên những viên ngói, cô lao xuống như tên bắn. Ngay lúc ấy, tấm vải đen lập tức biến mất khỏi khoảng sân. Vừa đặt chân xuống đất, vị thầy sồng sộc chạy đến ngay bên đứa trẻ. Cô nhanh tay rút một lá trong sấp bùa của mình, dùng lưỡi liếm rồi ấn nó vào trán con bé đang bất động. Loại thuật vị thầy vừa sử dụng sẽ giữ hồn vía không bị thoát ra ngoài, vẫn còn cứu được. Bước đi trong khoảng sân vắng lặng, mắt hết lườm hướng này lại liếc hướng kia, cô Tầm cố gắng xác định thứ hiểm ác ấy có còn quanh đây hay không. Mi giỏi thì ra đấu với cô Tầm. Đừng nấp nữa, đồ đáng ghét. Bỗng nhiên, từ trong khoảng tăm tối gần kề, bất thình lình có một thứ gì đó lao ra. Gầm! Đó không phải loài vị thầy đang muốn giao tranh, một con chó mực. Này, này, mi muốn gì? Nó nhào nhào lên người vị thầy. Rất nhanh, con chó ấy ngoạm lấy sấp bùa đang trồi ra từ áo của cô. Đứng lại ngay! Nó lùi mất hút vào màn đêm, chẳng còn thấy đâu nữa. Cùng lúc này, phía sau lưng Tầm, một trận gió bất ngờ nổi lên. Dường như thứ ấy đã quay trở lại. Thôi, xong Tầm rồi. Bây giờ đã chẳng còn gì để cô ta đối phó với yêu ma nữa. Vị thầy hoàn toàn mất bình tĩnh, chỉ còn biết cắm đầu mà chạy. Ôi, thật không may cho vị ấy. Vừa được một đoạn, cô đã vấp chân phải món đồ chơi của đứa trẻ nào đấy, để lại dưới đất, ngã sóng sượt. A! Cô Tầm đau điếng, vẫn cố lồm cồm mà bò dậy. Đột nhiên vị thầy cảm giác phía sau gáy mình có gì lạnh toát. Từ từ xoay lại nhìn, Tầm hoảng hồn. Cái thứ quái ác ban nãy đang thò hai cánh tay từ trong bó vải ra, hướng về cổ của cô. Đôi mắt nó đỏ ngầu, trông khát máu vô cùng. Không được, không được động vào Tầm. Vị thầy đã bị trật chân, chẳng chạy được nữa. Cô cố gắng từng bước gượng gạo lao về phía trước. A! Vị thầy lại ngã uịch xuống. Cái thứ kia có vẻ rất sung sướng khi chơi trò mèo vờn chuột này. Nó di chuyển chậm chậm về phía cô. Mỗi đoạn nó tiến đến, vị thầy cảm nhận như quỷ môn quan ngày một gần hơn. Không được, Tầm sẽ không bỏ mạng ở đây đâu. Không! Vị thầy bò lết dưới đất, quĩnh quáng chẳng nghĩ ra được cách gì hay câu chú nào. Chợt cô ta trông thấy lá bùa đang phất phất theo gió còn bám trên đầu đứa bé. Đó
có lẽ là tia hy vọng cuối cùng của vị thầy. Chẳng còn nghĩ đến sinh mạng trẻ nhỏ, Tầm vội đưa tay giật phăng nó đi. Cô cuống cuồng nhét bùa ngay vào mồm của mình. Đây là một trong những cách dùng thuật đơn giản nhất. Chỉ cần nuốt bùa, ma quỷ sẽ tạm không chạm vào người luyện pháp được nữa. Bỗng, trong không gian vang vọng tiếng cười lớn, một giọng cười đầy thỏa mãn. Loài ác kia thôi đến gần con mồi. Nó bung ra thành tấm vải trải lên đất như lúc ban đầu. Chỉ cái nháy mắt, thứ đó biến đi mất tăm. Giọng cười tắt liệm, và thời khắc này, vị thầy thực sự nhận ra, cơ thể của cô bắt đầu run lên, đôi mắt thì mờ dần. Tẩm đã phạm sai lầm chỉ vì khiếp sợ cái thứ còn chưa động đến mình. Để giờ đây, đứa trẻ chẳng còn cơ hội được sống. Và chính cô cũng đã tự hại mình. Vị thầy ngã dập xuống đất, máu trong mồm cứ tuôn ra, hết đợt này đến đợt khác. Chập sau, thấy bên ngoài đã yên, mọi người mới dám mò vào xem. Chẳng còn gì ngoài một thi thể trẻ nhỏ tím tái và một cái xác đã khô quéo lại trong vũng máu. Sáng hôm sau, cậu tôi dậy sớm như mọi khi, trời vẫn còn mờ mờ. Ông đã đi ra ngoài, mang theo cái giỏ lớn sau lưng, nhưng không phải để đi làm công mà là đi đến nhà ông Thiên, ngang qua cái lò gốm. Lại chàng trai tên Chiến kia nhảy ra hù dọa. Cậu tôi thậm chí không đáp lại, một mạch bước đi tiếp. Ơ, anh bạn. Này này, cậu tôi giật mình. Ủa, anh Chiến đó hả? Người ấy chớp chớp mắt. Sao thế? Đang có chuyện gì buồn phiền à? Anh bạn, mấy hôm nay ông Thiên trông rất lạ, da rẻ lúc nào cũng xanh xao, nhưng làm việc vẫn tốt như thường ngày. Với điều kiện trời hôm ấy râm mát hoặc sắp mưa. Ông ấy mới rời nhà, còn nắng chang chang, cậu tôi qua kiếm mà chẳng thấy đâu. Rồi mới hôm qua, không thấy ông Thiên làm, chiều cậu tôi và Ất ghé xem. Nghe vợ ông ấy bảo chồng đổ bệnh nằm liệt giường rồi, cả hai chạy vào xem. Ông thầy lang cùng lúc đó bước ra, thở dài rồi lắc đầu ngao ngán. Ông ấy bảo bệnh trời, lực bất tòng tâm. Vào buồng, cả cậu tôi lẫn Ất đều hoảng, chẳng còn tin người nằm kia là Thiên nữa. Tóm lại, em không rõ đó là chứng bệnh gì, nhưng nhìn chú ấy bị như thế, em xót lòng lắm. Em phải tranh thủ qua thăm chú ấy đây. Chàng trai tên Chiến nhìn vào chiếc giò của cậu tôi, có bó rau với vài quả trứng. Bấy nhiêu vào cái thời đó, đói kém như thế này, cũng biết cậu tôi quý mến và lo lắng cho người kia nhường nào. Chiến nở nụ cười, anh ta khoác tay lên vai ông. Cùng đi nào anh bạn. Ngôi nhà lụp sụp vách đất của ông Thiên nằm ở cuối xóm. Vừa bước đến cổng, đã thấy mấy đứa nhỏ đang ngồi đờ ra vì đói. Cha chúng không kiếm được tiền, vì đứa nào cũng chẳng có gì bỏ vào bụng. Trong cảnh ấy mà thương vô vàn. À, anh Ti, chào anh Ti. Để chốc nữa anh luộc quả trứng cho ăn nhá. Thích quá, thích quá. Cậu tôi và Chiến bước vào, thấy vợ ông Thiên đang ngồi ủ rũ bên bàn. Chú thế nào rồi hả cô? Người phụ nữ ấy trông thấy cậu tôi thì sắc mặt vui tươi hơn một chút, còn giọng lại mệt mỏi lắm. Ôi, may thật, Ti đây rồi. Cô tính nhờ Ti đấy. Vừa vén tấm che lên, cậu tôi ngơ ngác. Bên cạnh giường ông Thiên là Ất, đang nằm ngủ trên cái võng tre. Cơ thể anh ấy xuất hiện những dấu hiệu gần giống với người cận kề. Ơ, vậy là sao hả cô? Cả đêm vợ Thiên không ngủ được vì lo cho chồng và người kia. Bà thều thào đáp, tối qua cô ra ngõ tìm con mèo thì thấy chú Ất bất tỉnh ở ngoài đó. Ôi, lúc cháu với anh ấy về chung được nửa đường, anh sực nhớ là để quên đồ nên bảo quay lại lấy, kêu cháu về trước đi. Thì ra
anh Ất gặp chuyện lúc đó sao? Ừ, chắc là vậy đấy. Mãi đến đêm cô mới phát hiện mà. Khi đó người Ất lạnh ngắt. Cô với bọn nhỏ cố lắm mới đưa được vào nhà đấy. Dù sao giấc đó khuê khoắt rồi, lại không gần, cô sợ đi báo cho bố mẹ Ất ở nhà lỡ nó với ông ấy gặp chuyện gì, sao mà trở tay kịp. Nên thôi, chờ sáng sáng nếu cháu qua, nhờ cháu đi báo giúp luôn. Cậu tôi thở dài, ôi khổ thân. À mà chú ấy là ai vậy Ti? Người đàn bà nhìn về phía Chiến. Anh ta đang ngồi trước cửa chơi với con mèo, bạn cháu đấy. Kia mà cô này, không lẽ bệnh trời ông lang bảo có thể truyền nhiễm hay sao? Ừ, cô cũng lo vậy đấy. Nhưng ông ta đâu có nói thế. Không biết nó đang lây như thế nào nữa. Hay là mình mời thầy khác xem. Ơ mà, cô không cần phải lo, cháu còn tiền đây này. Dù chẳng phải máu mủ ruột già, cậu tôi vẫn thấu hiểu hoàn cảnh, cũng như lo lắng cho mấy người kia hết mực. Những việc ông làm khiến vợ Thiên vô cùng xúc động. Mời thầy làm gì? Thái y viện cũng không chữa được đâu. Cậu tôi và người bên cạnh giật mình. Chàng trai nơi phía cửa bỗng đứng dậy, quay mặt về phía của họ. Ý anh là... Chàng ta nháy mắt, nở nụ cười trông rất tự tin. Cho tôi vài hơi thuốc lào là có cách ngay. Cậu tôi ngờ ngợ. Ờ ha, đúng rồi, thật ngại quá, sáng giờ vẫn chưa mời anh. Vợ ông Thiên chớp mắt nhìn chàng trai đang rít thuốc ngon lành như con nghiện lâu năm. Bà khẽ hỏi cậu tôi, chú ấy đâu phải là người làng mình hả Ti? Vâng cô, anh ta kỳ lắm ạ. Đến giờ cháu vẫn chưa biết gì về anh ấy hết. Ủa? Cháu nói đó là bạn cháu mà. Dạ thì đã thỏa cơn thèm. Chiến co giãn hai vai đứng dậy. Anh ta bước đến phía buồng. Cậu tôi và vợ Thiên đi theo. Họ đều không nghĩ một người trông chẳng giống thầy lang chút nào lại có thể giải quyết được chuyện này. Ồ ồ, anh ta ngồi xuống bên ông Thiên. Người đàn ông ấy đang hôn mê. Trên da tay da chân, ngực, cổ đều hằn những vết ố to bằng cái bát, đen như màu than. Kinh khủng hơn, nơi khóe mắt đang chảy nước đục màu tanh ấy, nó lăn xuống tai rồi khô lại, nổi thành cục bóng nhoáng như nhựa cây, bít hết thính giác. Người nằm trên võng cũng y hệt như vậy, nhưng trông nhẹ hơn. Điểm giống nhau là cả hai người họ mỗi khi hít vào thở ra đều rõ tiếng khò khè, hệt như là mắc dị vật ở cổ họng, tưởng chừng sắp tắt phế quản đến nơi. Bỗng Chiến xùy một tiếng, cứ như phát hiện ra điều gì đấy. Nghĩ khó mà lại dễ, anh ta đứng dậy. Họ mắc phải độc mà trùng. Cậu tôi và vợ ông Thiên nhíu mày. Hai người chưa nghe qua cái đấy bao giờ. Độc sao? Mà trùng sao? Là thứ gì chứ? Chứ không phải bệnh trùng hả chú? Đúng thế, độc thì phải làm thuốc giải, càng sớm càng tốt. Chiến nhìn cậu tôi. Đi nào. Họ cùng nhau ra ngoài bờ sông, đến đoạn vắng vẻ, cỏ cây rậm rì nhất. Trên tay cậu tôi lúc này là một cái ấm đất nung. Chàng trai kia quan sát quanh đây, đang tìm thứ gì đó. À, thấy rồi đây. Bây giờ tôi bảo gì thì anh bạn làm theo y như thế nhé. Cậu tôi không hiểu cho lắm, nhưng ông vẫn muốn thử xem sao. Chiến chỉ vào một mô đất đang nhô lên trước mặt, yêu cầu cậu tôi bước lại đứng lên đấy, xoay mặt về phía dòng nước đang trôi. Nhẩm câu này trong đầu nhá, rồi lẩm nhẩm xong, dẫm một phát bằng chân trái xuống đất nhá. Thủy tần câu thúc, hà bá thướng công, nại. Cậu tôi không hiểu mấy lời anh chàng kia nói là gì, nó không hề dễ nhớ. Tuy vậy, sau một hồi cố gắng đọc đi đọc lại, ông đã có thể thuộc được. Hay lắm anh bạn, lát nữa nếu thấy thứ gì kỳ lạ trôi qua, lấy đá vứt vào nó ngay đấy nhá. Sinh mạng của hai ông kia đang nằm trong tay anh bạn đấy.
Dưới những tán cây tùm, mùa này gió thổi từ sông vào lạnh buốt, cậu tôi kiên trì đọc cái câu và làm hành động mà ông vẫn chưa hiểu tác dụng là gì. Chiến thì ngồi tựa lưng vào đá, ung dung kéo thuốc, ngắm nhìn mây bay. Thời gian cứ thế qua đi, đã hơn nửa canh giờ, cậu tôi nhẩm không biết bao nhiêu lần cái câu đầy lạ lẫm ấy. Ông dần thấy nản, cậu tôi nhìn về phía chàng trai kia, tỏ ý muốn nghỉ ngơi. Nhưng chợt, anh ta hô lên, tới rồi. Cậu tôi liền nhìn về phía dòng nước. Ông chố mắt. Có một cái mâm đồng đang trôi qua rất chậm. Cậu tôi tự hỏi, ôi, thứ quý giá như vậy, ai lại thả nó xuống sông chứ? Nhanh lên! Cậu tôi thoát khỏi suy nghĩ mông lung. Ông vội chộp lấy viên đá dưới đất, ném liền mấy phát về phía thứ ấy. Tòm tòm! À, trúng rồi! Hay lắm anh bạn ơi! Cậu tôi lại thêm phen sửng sốt. Cái mâm vừa bị đá va vào, nó lập tức chìm nghỉm. Vùng nước ngay tại đó dần chuyển sang một màu đỏ au. Nhanh nào, vớt đi, vớt đi. Vâng vâng, cậu tôi vội vàng cầm chiếc nồi đất lao đến bên ven bờ. Ông dùng nó nhanh tay múc thứ nước lạ đó. Thật kỳ quái, ông vừa vớt lên, bên dưới đã hoàn toàn bình thường. Màu xanh xanh đục đục của tảo, chỉ mỗi nước bên trong nồi đất là vẫn giữ nguyên được sắc lạ như ban nãy. Chiến bước đến bên cậu tôi, anh ta trông rất vui vẻ. Tuyệt vời đó anh bạn ơi, sau này chúng ta có thể hợp tác được đấy. Mặc dù không hiểu cho lắm, nhưng cậu tôi vẫn cảm thấy rất mừng. Hai người cùng nhau quay trở lại nhà ông Thiên. Thuốc về rồi đây, thuốc về rồi đây. Còn đang lo đến sáng cả lên trước cảnh chồng thở ngày một khó khăn. Da chuyển dần sang đen đậm hơn. Bà vợ ông Thiên nghe thế bèn ào ào chảy ra. Người phụ nữ ấy ngạc nhiên nhìn vào cái nồi đầy nước trên tay cậu tôi. Thứ này là... Chiến cười đáp thay, vào trong đi. Chàng trai ấy đến bên hai người đang mê man, trông có vẻ khá nguy kịch. Anh ta tách miệng của họ ra, cẩn thận cho thứ anh ta gọi là thuốc vào. Cậu tôi và vợ ông Thiên đứng nơi tấm vách, hai người chỉ thầm mong phép màu sẽ xảy ra. Xong, Chiến đặt cái nồi xuống, anh ta đi ra ngoài. Chờ xíu nhá. Cậu tôi lẫn người đàn bà bên cạnh nhìn theo, chẳng rõ anh ấy tính làm gì tiếp theo hay là đã xong rồi. Vợ ông Thiên ngờ vực, này, có chắc được không đấy nhỉ? Ngay cả ông lang nổi tiếng làng mình còn lắc đầu mà, sao cái chú đó trông chắc cú thế nhỉ? Cậu tôi cười, cháu cũng không rõ nữa cô ơi, nhưng cháu tin anh ấy. Bất ngờ có tiếng giường cọt kẹt, hai người bừng rỡ, tưởng chừng ông Thiên và Ất đã tỉnh, nhưng không, cơ thể của họ đang gồng cứng lại, gân nổi cộm lên, bàn tay không ngừng bấu víu xuống chăn vải bên dưới. Hai người bắt đầu la hét, hàm răng cắn chặt tới mức đánh vào môi, máu chảy xuống cằm, trông như là họ đang trải qua cơn đau đớn cùng cực. Ôi, gì thế này? Sao lại như vậy? Cậu tôi và vợ ông Thiên bấn loạn, không biết phải làm gì trước tình cảnh hai người kia trông nặng còn hơn ban nãy, quằn quại, tay chân tựa như muốn vùng dậy nhưng không thể. Có lẽ họ đang trước cảnh thập tử nhất sinh. Trời ơi là trời, cháu thấy chưa hả Ti? Tin đâu không tin, lại tin người vừa mới quen. Hắn hại họ rồi đây này, trời ơi! Vợ ông Thiên quỳ bên giường khóc nấc. Bà cô à, gieo mấy lời sắc mỏng sẽ khiến người khác đau lòng đấy. Ngay lúc đó, Chiến bước vào, chàng trai đang ôm con mèo. Cậu tôi nhăn mặt, anh ơi, đây không phải là lúc đâu, mau giúp họ đi anh. Đưa bà cô ấy qua một bên đi, muốn chuyển thành trước nhất phải giữ bình tĩnh cái đã. Chiến bước đến thêm một bước nữa, bất chợt anh ta nhẹ nhàng để chú mèo xuống đất. Nào, cứu họ đi anh bạn. Thật là kỳ, con vật ấy như hiểu cần phải làm gì,
Nó từ từ lui lại để lấy đà. Bỗng con mèo nhào tới, phóng qua người đang nằm trên giường. Bất thình lình, cơ thể của ông Thiên giật mạnh lên một phát, mồm phun ra thứ nước đen sì. Mèo đáp xuống, tiếp tục phóng qua người trên võng. Ất cũng tương tự như vậy. Sau đó nó chạy mất hút ra ngoài. Cậu tôi rất bất ngờ trước những gì vừa diễn ra. Vợ ông Thiên cũng kinh ngạc lắm. Từ khổ sở trong âu lo, giờ đã mừng đến phát khóc. Bà lắp bắp chẳng thành câu: ông ơi! Thật kỳ diệu, cả Thiên lẫn Ất đã tỉnh lại. Họ ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Chỉ nháy mắt, những vết thâm đen trên da thịt cả hai lặn đâu mất tăm. Thần sắc trở nên tốt như trước. Đội ơn thầy, xin đội ơn thầy, mong thầy thứ lỗi cho, tôi có nhỡ lời. Vợ ông Thiên đổi cả cách xưng hô. Bà ta quỳ xuống dưới chân Chiến, khấu đầu không ngơi. Cảm ơn anh rất nhiều. Cậu tôi cũng tỏ sự tôn kính với người ấy. Nhưng chàng trai tên Chiến lại vội đưa tay đỡ họ, liên tục lắc đầu. Này này, mọi người lại mất bình tĩnh nữa rồi. May mắn thôi. Nếu muốn tạ ơn thì nên tạ ơn anh bạn lắm lông ấy. Ôi, thầy quả là khiêm tốn. Lát sau, cậu tôi và Chiến ngồi trước sân, vừa uống trà vừa rít thuốc. Hai người trong buồng kia tuy đã khỏe lại nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi cho hết hôm nay. Cậu tôi hỏi, tôi rất tò mò về bài thuốc của anh, có thể cho tôi biết rõ được hơn không? Chiến đặt điếu cày xuống, anh cười bảo, cũng đơn giản thôi, mấy câu tôi bảo anh bạn đọc lúc ở bờ sông ấy, đó thực chất là một câu thần chú đấy. Cậu tôi hết sức ngạc nhiên, thần chú sao? Tác dụng là mời con nan đến, dẫm chân trên bờ càng thu hút nó hơn. Có thể anh bạn từng nghe về con nan rồi hả? Hình như là rồi. Lúc nhỏ, mẹ tôi từng kể con nan bắt nguồn từ hồn ma lâu năm dưới nước tu luyện, rồi chúng sẽ hóa phép, giả dạng thành đồ vật quý giá, trôi trên mặt sông. Kẻ nào tham lam xuống nhặt sẽ bị kéo chân, có phải không? Chính xác đấy. Ôi! Vậy là tôi đã được nhìn thấy loài kỳ lạ đó ư? Chiếc mâm đồng, ôi, tôi lại cứ tưởng đấy chỉ là chuyện người lớn bịa ra để dọa trẻ con chứ. Chiến phì cười bảo, trong cái cõi này, thứ gì tin thì ắt sẽ gặp. Đôi khi ta tin vào thứ người khác không tin, rồi vô tình làm cho hóa thành thật. Nên chẳng gì là chẳng thật, chẳng gì là chẳng giả. Cậu tôi gãi đầu khi nghe những lời ấy, không ngờ chàng trai kia lại suy nhiều ý niệm như thế. Nhưng còn thứ nước đỏ thì sao? Là vía của con nan. Cái dòng đó trông vậy chứ nhát lắm. Lấy đá vứt xuống, nó sẽ chạy mất tăm, bỏ quên cả vía ở lại đấy. Ồ, hay thật đấy. Vậy nghĩa là sau này tôi gặp ai bị tương tự, tôi đều áp dụng được cách đó phải không anh? Chiến rít một hơi thuốc, chàng ta nhả khói. Không đâu anh bạn, cần phải chẩn chính xác người gặp nạn bị mắc chứng gì trước. Cụ thể là hai ông đó nhiễm phải độc mã trùng. À, độc mã trùng, nó rốt cuộc là cái quái gì vậy anh? Đây là điều cậu tôi nghe Chiến bảo ngay từ đầu, nhưng đến giờ vẫn chưa được giải đáp. Chàng trai vắn tắt, anh bạn hiểu đơn giản thế này, khi sang cát, thường có rất nhiều loại độc khí từ dưới huyệt chui lên, nếu động mộ, trong đấy có bao gồm một loại tên là độc mã trùng. Tuy nhiên, loại này cực kỳ hiếm khi xuất hiện theo cách tự sinh, nó chủ yếu là do mặt trái của loại thuật yểm nào đó vào mộ mà gây nên đấy. Cậu tôi suy nghĩ, ông gật gật, à tôi hiểu rồi. Có phải vì hôm ấy tôi và chú Thiên, anh Ất đã vô tình bốc phải mộ có thuật yểm gì gì đó, do thế chúng tôi trúng độc? Mà, nhưng tôi đâu có bị gì đâu. Chiến cười, chàng ta chỉ tay vào túi áo cậu tôi.
Thì là nhờ anh bạn luôn mang theo chiếc răng ấy đấy. Ồ, anh nhắc tôi mới nhớ chứ. Thứ này kỳ diệu quá ha. Chiến nhấm nháp cốc trà rồi bảo, dĩ nhiên rồi anh bạn, xưa nay ai cho tôi thứ gì, tôi sẽ cho lại gấp nhiều lần như vậy. Đó là vật báu của các thầy giải độc đấy. Cậu tôi trố mắt trước chàng trai đối diện mình. Thầy giải độc sao? Này anh Chiến, tôi không ngờ kiến thức của anh lại sâu rộng quá. Cho tôi hỏi, anh là một pháp sư hay là một thầy giải độc như anh vừa nói? Chiến bật cười, đi hơi xa rồi anh bạn. Không phải, không phải đâu, tôi chỉ là một tên nghiện ngập thôi. Chàng trai ấy lại cầm lấy cái điếu cày, rít một hơi thật sâu. Thi thể cô Tẩm đã được học trò đưa về. Chuyện bậc tu hành nổi danh mất mạng tại nhà ông Lạc đã khiến các thầy bà trong vùng chẳng người nào dám nhận lời giúp đỡ nữa. Mọi thứ càng đẩy lên căng thẳng sau khi con út của gã Thang lại có thêm một đứa trẻ vừa vong mạng. Tính đến nay là đã 4. Thật khó đoán được khi nào họa nạn khủng khiếp này sẽ chấm dứt. Dù vậy, ai nấy đều nuôi hy vọng tiếp tục đi đến các vùng khác xa hơn nhờ thầy giúp đỡ. Về Thang và mồ vợ, cả hai tuy đau lòng khi mất đứa con gái nhỏ, nhưng chóng quay lại cuộc sống bình thường. Chúng không tin vị nào có thể giải quyết được chuyện này, chỉ có tự lực mà vượt qua thôi. Vợ chồng ấy phân chia nhau, tên Thang thì đi đâu cũng dẫn hai đứa trai theo, còn mụ Hót vào sòng bạc cũng đưa con gái đi cùng. Đêm đến, cả gia đình chẳng về lại nhà mà ngủ bên bọn đàn em. Chúng cho rằng ở đấy sẽ an toàn hơn nhiều. Sáng hôm đó, tên Thang đang dùng điểm tâm cùng mụ vợ và bọn trẻ. Có tên đàn em chạy vào báo tin, trông rất gấp gáp. Anh hai ơi, thằng Hòa, nó sắp chết rồi đấy. Hả? Mày nói cái gì? Hôm qua còn ngồi uống với nhau cơ mà. Em không biết, em vừa ghé nhà nó đấy. Nhìn thằng Hòa khó thở, mắt trợn trắng phách rồi. Ông Lang lắc đầu, xin về luôn, chẳng biết nó bị cái chứng gì nữa. Mụ Hót bàng hoàng, giời ơi, vừa về lại làng, giờ đã gặp chuyện, khổ vợ con nó quá. Hòa là kẻ đã nhiệt tình giúp đỡ Thang trong chuyện bốc mộ. Ngoài ra, giữa cả hai từ lâu đã là tình nghĩa anh em thân thiết. Nghe vậy, Thang bồn chồn trong lòng. Bà ở nhà trông bọn nhỏ đi, tôi qua thăm chú ấy. Ê này, tôi còn đi gỡ gạc nữa chứ. Chúng nó theo vào sòng thì quậy phá, ai mà coi nổi chứ. Thang lắc đầu nhìn tên đàn em. Thôi, mi để mắt bọn nó giúp tao đi, chốc nữa tao về. Gã ấy khẩn trương cùng vài kẻ nữa hướng về phía nhà Hòa. Chợt có giọng ai đấy gọi hắn, bác Thang. Tên ấy liền xoay đầu nhìn. Nơi phía đường giao với đoạn đây có chiếc xe ngựa đang tiến tới. Thang nhận ra ngay người cầm roi đánh xe kia trông rất quen. Còn ai đấy thò đầu vẫy chào hắn. Tên ấy há mồm, ôi là ngài pháp sư. Thang lập tức quỳ xuống. Hắn chắp tay vái vào vô thức. Lạy trời, cuối cùng cũng được gặp lại nhà ấy rồi. Tôi mừng quá, mừng quá đi. Mấy tên đàn em không hiểu gì. Chiếc xe ngựa dừng trước họ. Chàng trai tên là Phong liền nhảy xuống. Này, này bác sao thế? Đứng dậy đi chứ. Không được, không được. Ngài nhận lời giúp tôi mới đứng. Chuyện này nghiêm trọng lắm. Bọn bay, đây là pháp sư tài ba, phép thuật cao cường đấy. Quỳ xuống hết mau đi. Mấy tên đàn em mặc dù không hiểu cũng đành nghe theo. Phong thích thú trước cảnh được người khác bái lại. Anh ta khoái chí, ôi ngại quá. Phong ưỡn ngực dõng dạc. Được rồi, không cần phải lo. Có việc gì cần giúp, bác cứ việc nói. Thang bèn kể những chuyện đã và xảy ra. Nghe xong, Phong nhoẻn miệng cười nói, chà chà, thú vị đó nha. Có vẻ nó là một con tinh chuyên bắt hồn trẻ nhỏ.
Bác cứ an tâm, trong nay mai tôi sẽ đánh cho nó hồn siêu phách lạc. Bọn đàn em rất ngưỡng mộ phong thái của chàng trai kia. Còn Thang, hắn cười gượng thầm nghĩ, tên pháp sư này lại đoán sai như lần trước nữa rồi. Cô Tầm bảo thứ đó đâu phải là con tinh, nhưng mà kệ thôi, hắn từng sai ấy thế vẫn làm ngon nghẻ đấy thôi. Không chừng tên này giải quyết được đủ thứ trên đời. À, còn nữa, ngài à, ngài chữa bệnh có được không? Tôi có đứa em, nó đang trong cảnh ngặt nghèo đấy. Mi làm gì mà lâu vậy? Giọng ồm ồm phát ra từ trong xe ngựa. Là tư phó, vị ấy hất hàm nhìn về phía Thang. Dạ lão, đây là chủ của ngôi nhà chúng ta đang đến đấy ạ. Phong đáp, vừa trông thấy khuôn mặt dữ tợn toát lên sự uy nghi của người đang bước khỏi xe. Thang bỗng e sợ, hắn tưởng chừng đang gặp một vị phán quan ở địa phủ trong những bức tranh vẽ vậy. Chủ nhà sao? Tư phó bước từng bước nhẹ nhàng, tựa như bay đến gần Thang. Bọn đàn em phía sau trông thấy thế đều há rộng mồm.